Mối quan hệ của sao nam VTV với vợ cũ Thanh Sơn, Việt Anh vẫn tốt đẹp. Trí Nhân bị nghi đá xéo Thu Quỳnh. Trời ơi, cấm được mình gặp con rồi. Nếu cô ấy làm như thế thì cô ấy sai. Việt Anh, nam diễn viên sinh năm 1981 này là một trong những nam thần của màn ảnh Việt. Anh tham gia nghệ thuật từ sau những năm 2000 với sự dẫn dắt của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng và bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim Chạy Án phát sóng năm 2006. Kể từ thời điểm ấy, tên tuổi của Việt Anh lên như diều gặp gió. Anh liên tục góp mặt trong các bộ phim được xem là bom tấn truyền hình như Khi Đàn Chim Trở Về, Gia Tài Bác Sĩ, Sinh Tử. Sự nghiệp thăng hoa là thế nhưng đường tình duyên của Việt Anh lại gặp nhiều trắc trở. Anh đã từng qua hai lần đò. Cuộc hôn nhân đầu tiên của nam diễn viên vào năm 2007, anh cưới phóng viên Thùy Linh nhưng chỉ được 3 năm thì đường ai nấy đi. Vợ cũ của Việt Anh cùng cô con gái đáng yêu đã qua Mỹ định cư hậu ly dị. Năm 2016, Việt Anh thông báo kết hôn với một người vợ tên Trần Hương sinh năm 1989, không làm nghệ thuật. Tuy nhiên, cũng chỉ 3 năm sau thì cuộc hôn nhân này tan vỡ. Họ có chung với nhau một cậu con trai ở nhà thường gọi là bé Đậu. Dù đã đường ai nấy đi nhưng Việt Anh và vợ cũ vẫn giữ được mối quan hệ tốt. Họ nghĩ cho con, không để bé Đậu thiếu hụt tình cảm, sự quan tâm của cả bố lẫn mẹ. Nam diễn viên cùng Trần Hương thi thoảng vẫn gặp mặt, không ngại chung khung hình trong những ngày quan trọng của con như ngày sinh nhật Đậu. Thanh Sơn. Thanh Sơn là nam diễn viên 9X tài năng của VFC. Anh từng là thủ khoa trường sân khấu. Ngay từ khi còn là sinh viên, nam diễn viên đã bắt đầu tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và đến nay đã bỏ túi cho mình loạt vai diễn ấn tượng sau khoảng 10 năm làm nghệ thuật. Thanh Sơn lấy vợ khá sớm. Anh yêu từ thời sinh viên, ra trường 3 năm thì quyết định cưới luôn vào năm 25 tuổi. Thế nhưng đến đầu năm 2019 thì cuộc hôn nhân này tan vỡ. Một thời gian sau ly hôn, Thanh Sơn mới chia sẻ với báo chí rằng khi yêu thì mặn nồng nhưng khi về chung một nhà, anh và bà xã có nhiều chuyện bất đồng quan điểm, không dung hòa được nên giải thoát cho nhau. Nam diễn viên và vợ cũ có chung với nhau một người con gái, hiện đang ở với mẹ. Thanh Sơn có trách nhiệm chu cấp tiền hàng tháng để bà xã nuôi con. Cho đến thời điểm hiện tại, họ đã ly hôn được gần 3 năm, cũng chẳng còn tình cảm gì nên họ xem nhau là bạn bè để cùng chăm sóc, mang đến cho con những điều tuyệt vời nhất. Trí Nhân. Sau bộ phim Sống Cùng Lịch Sử, Trí Nhân yêu và kết hôn với bạn diễn Thu Quỳnh vào năm 2014. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm sau đó, Trí Nhân và Thu Quỳnh chia tay. Nhiều người đồn nguyên nhân khiến mối quan hệ này đổ vỡ là cho nam diễn viên đã ngoại tình. Trước những tin đồn này, Thu Quỳnh chưa bao giờ chính thức lên tiếng để chia sẻ, chỉ âm thầm vượt qua, tập trung nuôi bé bé và quay trở lại cống hiến cho nghệ thuật bằng những vai diễn ấn tượng. Trí Nhân và Thu Quỳnh chưa từng chung khung hình cùng con sau hơn 5 năm ly hôn. Thậm chí vào hồi 2019, nam diễn viên từng bị dân mạng chỉ trích, bàn tán xôn xao khi đăng status ẩn ý về giống loài nhai đi nhai lại toàn món cũ dích lại còn gây hại. Nhiều người cho rằng đây là những dòng trạng thái anh đá xéo Thu Quỳnh. Tuy nhiên ngay sau đó, Trí Nhân đã lên tiếng khi bị nghi ngờ. Nam diễn viên cho rằng nhiều người đã quá nóng vội và nhạy cảm thái quá. Cuộc sống cá nhân của mỗi người hàng ngày đều có rất nhiều sự việc mang đến những cảm xúc vui buồn khác nhau. Với chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đều đang vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống riêng của mình. Mong các bạn không lôi chúng tôi vào những câu chuyện hư cấu. Hoàng Anh Vũ. Sự nghiệp vững chắc nhưng đường tình duyên của nam diễn viên 8X cũng gặp những trắc trở. Anh từng kết hôn vào năm 2014. Tuy nhiên, chỉ gần 3 năm sau đó, cuộc hôn nhân này tan vỡ. Anh Vũ và bà xã có chung với nhau một cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh hiện đang ở với mẹ. Sau khi ly hôn, Hoàng Anh Vũ và vợ vẫn còn giữ mối quan hệ, thi thoảng nói chuyện với nhau nhưng chủ đề chính là về con cái. Nam diễn viên chia sẻ, tôi và vợ cũ vẫn rất bình thường. Nếu quyết định chấm dứt thì tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, chỉ trao đổi những gì khách quan nhất để mang đến cho con một cuộc sống tốt. Có thể nói sau khi ly hôn, mỗi nam thần màn ảnh của đài truyền hình Việt Nam đều có cách đối xử riêng với vợ cũ. Thường là họ sẽ hướng đến điều gì tốt nhất cho con. Chỉ trừ trường hợp mâu thuẫn căng thẳng đến mức cạch mặt nhau thì mới không thể đối diện.